Khi quý vị ở gần với gia đình, phải tính từng giây. Từng giây có được tính hay không? Nếu là trường hợp khẩn cấp của quý vị, phải lái xe vào sát lề bên phải khi có tiếng còi hụ và đèn báo động. Phải lái xe vào sát lề bên phải khi có tiếng còi hụ và đèn báo động.